Chương 434: Triệt để bùng nổ. Đến xem Lưu Tuấn Hoa ăn bà một chút đi, chúng ta đến xem có thể giúp đỡ người của Phúc Thanh Ban được những gì để cho họ có thể yên tĩnh làm ăn. Theo như lời cô nói, muốn làm lão đại thì trước tiên phải có năng lực quản lý bọn họ, nhưng vấn đề an toàn thì không thể cam đoan chắc được, như thế nào mà bọn họ vẫn muốn tôi là người lãnh đạo? Sau khi Vương Siêu phái người gọi điện cho Lưu Tuấn Hoa thì quay đầu lại nói với Lâm Nhã Nam. Lâm Nhã Nam dùng chân dẫm nhẹ trên mặt đất, tiếng guốc phát ra thanh âm nhẹ nhàng cặp chân trắng nõn thon dài phản chiếu ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại cảm giác kích thích. Phúc Thanh Bang và Đông Bắc Bang thường có kinh doanh với nhau, bọn họ có thể sinh tồn tại Nhật Bản, hơn nữa còn phát triển lớn mạnh thì nhất định là có thực lực. Kỳ thật Bắc Mỹ Đại Quyển Bang, Đông Bắc Bang, Phúc Thanh Hội đều là lấy việc giết chắc mà nổi tiếng. Đông Bắc Bang thì tôi biết rõ, năm đó tên đầu bảng Paul của Nga điên cuồng, thường xuyên khinh thường cướp bóc cưỡng gian, sát hại người Hoa, thậm chí một ít học sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, thương nhân thì lại càng thê thảm. Sau khi bị cướp thì bị trói vào rừng cây, bị cái lạnh trong đêm giết chết. Sau đó, Đông Bắc Bang tổ chức mấy lần hành động với quy mô lớn, trực tiếp tiến hành trảm thủ, giết hết mấy tên đầu đảng để trả thù. Cuối cùng lại tiến hành thêm nhiều lần ám sát chém giết quy mô lớn. Hiện tại mới ngưng việc bắn nhau. Sư phụ của tôi có một thanh đại đao tinh thuần cứng rắn. Năm đó tiến vào một xưởng vứt đi của băng đầu chọc, giết hết tất cả. Đao chặt đầu người nhiều đến nỗi cũng bị sứt mẻ. Mà Phúc Thanh Bang sau khi đối phó với bạo đồ Nhật Bản thì cũng giết chóc đến mức máu chảy thành sông. Bất quá việc này so với trận đấu sát tại Indonesia mà nói thì cũng nhỏ giống cọng lông. Cho nên đường môn có thể chấn thủ một phương này đích thật là không hề dễ dàng. Lâm Nhã Nam tâm sự mấy câu, dường như hình dung ra toàn cảnh, toàn bộ người Hoa ở nước ngoài đối phó với bạo đồ, máu chảy lênh láng. Đúng vậy, vô luận là Nga, Nhật Bản hay Mỹ, Bắc Mỹ, ở những nơi này địa vị người Hoa rất thấp, bị xa lánh cũng là tất nhiên, Bất quá so với sự cực khổ của người Hoa Tại Indonesia thì thật sự kém hơn rất nhiều Bây giờ đường môn chúng tôi Chấn thủ một phương này Cũng là lúc liên lạc với chư hầu khắp nơi Tăng cường thực lực Vương Siêu gật đầu Những chuyện này hắn cũng rất rõ Đôi khi để bảo vệ lợi ích của người Hoa Tại nước ngoài và tài sản tính mạng của bọn họ được an toàn Các bang hội thường trực tiếp Dùng các thủ đoạn thông qua ngoại giao Với các quốc gia mà chỉ hoãn Cách này không hề hiệu quả Hề, hey, nhớ năm đó cậu cũng đã lên chức thiếu tướng. Vốn nghĩ tiền đồ của cậu trong quân đội vô cùng sáng lạn, nhưng ai biết cậu lại nhanh chóng biến thành bộ dạng như bây giờ. Bất quá thân phận của cậu bây giờ càng có ý nghĩa. Tôi muốn thoát ly quân đội, gia nhập vào tổ chức của cậu. Lâm Nhã Nam thở dài một chút, tựa hồ cảm thán về biến hóa vô cùng lớn của Vương Siêu. Lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh. Vương Siêu đưa tay chào. Lấy tay cán của cô, muốn phát triển trong quân đội thì chịu rất nhiều câu thúc. Hơn nữa còn gặp phải một ít quy tắc ngầm, cho nên sẽ dẫn đến rất nhiều điều huyền toái. Cô gia nhập đường môn chúng tôi khẳng định là tiền đồ sáng lạn, hơn nữa khẳng định không hề có quy tắc ngầm. Vương Siêu nói ra những lời này đã hoàn toàn lộ rõ ý chào mời. Lâm Nhã Nam mặc dù không có võ công cao thâm, nhưng đích thật là một nhân tài hiếm có, xử lý nội chính, quản lý đội ngũ đều vô cùng cường đại, thậm chí còn muốn vượt qua cả Tạ Lệ. Nhất là nàng vô cùng quen thuộc đối với những chuyện trong bang hội, xử lý công việc kinh doanh lại càng nhạy cảm, nếu như Nam Dương Đường Môn có được nàng thì sự phát triển của thật sẽ như hổ mọc thêm cánh. Vương Siêu đã từng làm cộng sự với cô ấy, cùng khai sáng ra sơn nội gia quyền quán, đối với năng lực của nàng thì hắn rất hiểu rõ. Ồ, oh. Lâm Nhã Nam thản nhiên cười, hai mắt chớp chớp về phía Vương Siêu. Tôi bây giờ đang mang quân hàm đại giáo, nếu như 10 năm trước giúp sức mà làm thì chưa chắc đã không lấy được quân hàm thiếu tướng, đến lúc đó tiền đồ của tôi vô lượng, anh muốn tôi từ bỏ phần tiền đồ sự nghiệp này dường như rất không có khả năng. Lương của cô bây giờ là bao nhiêu? Hơn nữa trợ cấp và vân vân, một tháng cũng không có bao nhiêu tiền. Tôi nhớ kỹ năm đó chúng ta ở cùng một chỗ, cô thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Như vậy tôi nói chuyện với bọn Lưu Tuấn Hoa, cho cô hoạt động trong quân đội, xuất ngũ gia nhập đường môn chúng tôi, lập tức tôi trả lương cho cô là 10 triệu đô la, thế nào? Vương Siêu nửa đùa nửa thật nói một câu. Vương Siêu ơi là Vương Siêu, cậu xử lý chuyện vẫn không hề thay đổi. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng quyền giải quyết, chỉ có thể dùng tiền đi trước. Cùng với người phát tiền không sai biệt lắm Ồ Cậu bây giờ dường như đang dùng tiền để hấp dẫn tôi Ánh mắt lâm nhã nam yêu kiểu Giống như nước gợn sóng Làm cho người ta nhộn nhạo trong lòng Hoác Linh Nhi nhìn thấy Vương Siêu và Lâm Nhã Nam càng ngày càng đùa quá mức, không nhịn được liền ho khan hai tiếng. Sư phụ, chúng ta hay là đi gặp cao tầng Phúc Thanh Bang cho rõ ràng. Con từng học võ tại Nhật Bản, cũng nghe nói Phúc Thanh Bang có rất nhiều cao thủ, một ít tân tú trong đó cũng đã từng giao thủ với Diệp Huyền, cũng không phân ra thắng bại sở trường của bọn họ là về thực chiến. Vương Siêu nghe Hoác Linh Nhi nói, bấm bấm móng tay gật đầu. Nhã Nam, vừa rồi tôi cũng không phải là nói giỡn đâu. Đương nhiên cái này còn tùy thuộc vào ý muốn của cô. Chủ yếu là năm đó chúng ta đã hợp tác được mấy năm, tôi cũng biết năng lực của cô. Đường môn chúng tôi không phải là thiếu những cao thủ có khả năng đánh giết, mà là trên phương diện quản lý, kinh doanh đang thiếu rất nhiều nhân tài. Thôi, chờ đại hội võ thuật kết thúc đã. Lâm Nhã Nam mỉm cười. Cậu muốn nhất thống giang hồ thì tôi sẽ ủng hộ cậu. Được rồi lão Bạch, chúng ta cũng đi gặp cao tầng của Phúc Thanh Bang đi. Việc mượn sức của Lâm Nhã Nam cũng là do Vương Siêu thuận miệng nói ra, thấy đối phương đã tỏ ra thái độ thì không nói thêm gì nữa. Lúc này trong phòng khách của trường học Minh Luân Đường, có vài người đang lảng lặng lặng ngồi uống trà. Trong những người này, chỉ một lão già râu tóc bạc phơ, gân cốt khô gầy thì toàn bộ đều là những người trẻ tuổi, hai nam hai nữ ngồi trên ghế, tinh tế thưởng thức trà mà đường môn đãi khách. Sai thúc, ông nói lần này đường môn làm thế nào để hóa giải phiền phức mà chúng ta sắp đối mặt tôi nghĩ đã lâu mà vẫn không ra biện pháp gì lực lượng quân sự của đường môn tuy cường đại nhưng nếu muốn đổ bộ vào lãnh thổ nhật bản thì khẳng định bộ tư lệnh mỹ sẽ liên thủ với đội tự vệ nhật bản tiến hành bao vây tiêu diệt rồng mạnh không đè đầu rắn lần này khẳng định là thiệt thòi lớn bố trí một nhóm võ thuật để bảo vệ chúng ta sao nhưng như thế cũng chỉ có thể phòng ngừa được bọn đá quán khó có thể phòng ngừa việc bị ám sát bọn côn đồ phải biết rằng trong năm người bị vương sư đánh chết có một nhẫn thuật đại sư đồ tử đồ tôn trên danh nghĩa của hắn không ít những người này có người lại làm ám sát cho dù có nhiều người thì cũng khó mà chống lại được một nữ tử còn trẻ tuổi hướng về lão già khô héo kia nói cứ chờ một chút đã lão già khô gầy này gõ tay lên mặt bàn phát ra thanh âm công cốc đồng thời đầu ngón tay hắn phát ra tiếng xương va chạm giống như là tiếng của kim loại vang lên dường như toàn bộ xương cốt trong người hắn đều làm từ sắt nếu như lần này đường môn có thể giải quyết được phiền toái của chúng ta, thì như vậy sau này bọn họ có lãnh đạo chúng ta thì cũng không có gì. Dù sao, đồng Bắc bàng cũng đã tỏ thái độ rồi. Càng huống chi uy danh của vương siêu ngày nay như mặt trời giữa trưa, hùng bá thiên hạ, chúng ta không cần phải lo lắng về việc hắn lãnh đạo. Hình như đệ nhất cao thủ của Đông Bắc Bang hôm nay cũng đến tìm Vương Siêu luận võ, không biết đã phát sinh ra tình huống gì rồi. Một nam tử trong mặt lộ ra vẻ đang suy nghĩ. <laughs> Đúng là không biết tự lượng sức mình Trà mũi xài thuốc phát ra hai tiếng khinh thường Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày Ngẫm lại cao thủ trong hồng môn nhiều như mây Vương siêu một mình một ngựa xông vào giết chết Triệu Quang Vinh Nghiêm nghiêm nghi trong vòng vây đông đảo cao thủ Rồi thăm sang bỏ đi Thủ đoạn như vậy thì tên tiểu tử Phạm Khải Tề làm sao mà có thể so sánh được Vương siêu thật sự cử hãn như vậy sao Nghe nói mấy năm trước hắn luận võ cùng Diệp Huyền Mặc dù đã đánh chết đối phương Nhưng cũng đã dùng không ít chiêu số nếu thật sự cường đại như vậy thì Diệp Huyền chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu của hắn. Ta năm đó cũng đã cùng Diệp Huyền giao thủ, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Một thanh niên khác nghe xài thúc đánh giá Vương Siêu như vậy thì phản bác lại một câu. Nếu như Diệp Huyền có thể sống đến bây giờ, người nghĩ võ công của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Xài thúc nhíu hai hàng lông mày. Diệp Huyền tại Nhật Bản đúng là thiên tài võ đạo, 17 tuổi đã tiến vào ám kình, lấy tốc độ tu luyện như vậy thì chỉ sợ danh hiệu võ đạo đệ nhất thực chiến Nhật Bản sẽ là của hắn. Không đến lượt y hạng nguyên Thanh niên này gật đầu Ta đã sớm nghe nói xài thuốc tinh thông quyền pháp nam phái Hôm nay vừa thấy đích thật là tráng kiện Ánh mắt cũng có chút lợi hại Ngay khi mấy người đang nói chuyện Thì một thanh âm từ cửa truyền tới Đúng là tiếng nói của Vương Siêu Thanh âm của Vương Siêu rất nhẹ nhàng Cánh cửa vừa mở Đồng thời khi thanh âm vừa biến mất Thì Vương Siêu đã ngồi lên cái ghế ở trung tâm Làm cho người ta có cảm giác Tiếng nói phát ra rất nhanh Hai nam hai nữ trẻ tuổi ở đây chỉ cảm giác được một dòng khí lưu xẹt qua. Sau đó hai mắt hoa lên đã nhìn thấy Vương Siêu ngồi vững vàng ở trên ghế ở trung tâm, không nhúc nhích. Hai mắt nhìn xuống, quả thật giống như Đại Phật đang nhìn thấu chúng sinh. Bốn người trẻ tuổi bị ánh mắt của Vương Siêu đảo qua thì không hiểu sao tâm thần chấn động, khí huyết cũng chảy loạn xạ. Quả nhiên đúng là đại ma đầu hùng bá thiên hạ, thật là có khí thế. Bốn tân tú trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang nhìn thấy uy thế như vậy của Vương Siêu thì tâm tư nào mà còn dám khinh thường? trong đó có một nữ hài mặc bộ quần áo màu lục. Sau khi ổn định tâm thần của mình thì mới liên tưởng đến một loạt chuyện mà Vương Siêu đã làm. Lại nhìn khí thế bây giờ thì không khỏi trong lòng đặt cho Vương Siêu một cái danh hiệu đại ma đầu. Phòng tiếp khách của Vương Siêu được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở giữa là một cái ghế, một cái bàn, hai bên đặt những dãy bàn màu vàng, giống như phòng tiếp khách của thái sư thời xưa. Như vậy ngồi ở giữa, nhìn những người phía dưới, đúng là có khí thế của minh chủ võ lâm thời xưa, đại ma đầu. Đây cũng là do tạ thiết kế không hổ danh là người tung hoành thiên hạ đệ nhất. Mí mắt xài thuốc thong thả chớp vài cái, tấm lưng như lão rùa già, đồng thời hắn nhìn Vương Siêu đang ngồi bất động giữa phòng. Cậu tới cửa mà tôi cũng không biết, xem ra tôi quả thật đã già rồi. Như vậy cũng không phải là già, thiên hạ có thể cách 3 mét nghe thấy bước chân của tôi cũng không có được mấy người đâu. Vương Siêu nhìn mấy người cao tầng của Phúc Thanh Bang thì cũng biết lão già khô gầy kia họ xài, tên chỉ có một chữ thông, chính là thông hiểu tất cả các sở trường quyền pháp của Nam Phái, nhất là bát cựu đoàn đả thiếp thân kháo nhất đà khởi lai khử tay đánh người thường đánh cho thân thể họ nát bấy hai tay hai khử tay hai đầu gối hai chân vận động thì quay cuồng liên tục hùng mãnh vô cùng lúc sáng lập ra phúc thanh bang từng đánh tan một tí bang hội xã hội đen tại nhật bản khiến cho người ta đặt cho một cái tên kinh khủng là bát chi nhân ma bát chi nhân ma danh hiệu hung ác này cho thấy lão già giống như con rùa này trước kia hung hãn đến cỡ nào lần này ta đại diện cho phúc thanh bang tới đây cầu sự giúp đỡ của đường môn Sài Thông nhìn Vương Siêu cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết chuyện này là rất nhiều phiền toái. Vương Siêu thả hai tay xuống một chút. Chuyện này tôi đã có đối sách, các vị không cần phải lo. Tôi muốn thống nhất tất cả các bang hội người Hoa, hiển nhiên cần phải có bản lĩnh lãnh đạo, bảo đảm cho các vị được một chỗ bình an. Ồ, oh. trên mặt Sài Thông lộ ra một tiếng nghi hoặc. Không biết đường môn làm sao để giải quyết được chuyện lần này. Rất đơn giản, sắp tới tôi sẽ tới phỏng vấn với võ thuật Nhật Bản vương siêu cũng nói thẳng ra thủ đoạn giải quyết vấn đề của mình cậu muốn đi phỏng vấn giới võ thuật nhật bản lão già sài thông nghe thấy lời vương siêu nói thì không nhịn được la lên hắn đương nhiên biết vương siêu làm vậy là có ý gì cậu muốn dùng sức của một người mà đánh bại cả giới võ thuật nhật bản ư bốn người trẻ tuổi của phúc thanh bang nghe được thì cũng chấn kinh mà dù giới võ thuật nhật bản cao thủ nhiều như mây nhưng không ai có thể chống lại được tôi vương siêu nhìn sài thông cười cười nhìn ông có vẻ kinh ngạc như vậy chẳng lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản còn có người có thể chống lại được tôi sao? Ta không biết, có lẽ trong giới võ thuật Nhật Bản không có ai." Sài Thông lắc đầu. "Trong giới võ thuật có lẽ không có." Vương Siêu nghe Sài Thông nói ra huyền ngoại tri âm. "Đường môn chúng tôi vốn không có trụ sở tại Nhật Bản, có một số bí mật của Nhật Bản không thể biết rõ bằng Phúc Thanh Bang, huyền ngoại tri âm chính là cao thủ bên ngoài giới võ thuật. Bên ngoài giới võ thuật đương nhiên còn có cao thủ." Sai thông gật đầu đột nhiên hỏi lại Vương Siêu một câu Nghe nói Sư phụ bát quái trường của cậu có một môn phiên thiên ấn Chính là tham khảo công phu tu hành Đại thủ ấn trong du giả thuật Sư phụ của cậu khẳng định biết rất ít Về thần thông trong Phật giáo Đơn thuần về tu hành thân thể mà nói Thì không biết năm đó Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa đã tu luyện đến trình độ gì Kiều Đạt Đa Tất Đạt Đa Vương Siêu nghe xong Thì mỉm cười, lỗi ra hàm răng của mình Hắn có lực ném mạnh như tôi hơn nữa cũng luyện giống tôi, có 40 cái răng, tinh mịn, bằng phẳng như tuyết. Nếu như chỉ nói về công phu thì có lẽ hắn không dưới tôi. Cậu có 40 cái răng? Cái gì gọi là công phu hắn tu hành không dưới cậu? Tu vi của cậu đã đạt tới trình độ như vậy rồi sao? Nghe Vương Siêu nói như thế, xài Thông gắt gao nhìn thẳng vào hàm răng của Vương Siêu, da mặt nhăn nhào đến cực điểm, giống như đã trở thành một lão rùa già ngàn tuổi. Xem một chút, đây mới là cao thủ chân chính, thần thông của hắn cũng không phải dưới vật tổ, Bất quá có dũng khí như vậy thì ngàn năm qua cũng chưa có được mấy người. Mấy người trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang cảm giác được áp lực, không tự chủ được liền đứng lên. Ánh mắt bọn họ nhìn vương siêu giống như là nhìn đại ma đầu. Nhưng Phật tổ nổi danh khắp thiên hạ cũng không phải dựa vào thần không võ công, mà là dựa vào tông giáo. Sai thông cũng đứng lên. Ngoại trừ những cao thủ bên ngoài giới võ thuật thì có một đám tông giáo. Những cao thủ trong đó 20 năm trước, ta đã gặp qua một người từ Nhật Bản. Võ công của người này thật sự là sâu không lường được, nhất là tinh thần khí chất lại càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như vương siêu sư phụ muốn tung hoành tại giới võ thuật Nhật Bản, thì nhất định phải chú ý tới tôn giáo của bọn họ. Ồ, oh, ánh mắt vương siêu trượt lóe. Ông muốn nói là đại bồn giáo. Giáo phái Nhật Bản này tôi cũng đã từng đọc qua trong sách về giới võ thuật. Bọn họ có quan hệ với hợp khí đạo của Nhật Bản. Không sai. Giáo chủ của đại bồn giáo trước kia, nghe vương Tam Lang nói chính là tổ sư của hợp khí đạo, Thực chi thịnh bình Có thể nói một ít võ lâm tu luyện của hợp khí đạo chính là được đại bổn giáo chuyển cho. Giá phái này nói về tu luyện tâm linh. Chấn hồn quy thần, giống như tính tọa tâm thần trong khí công đạo giáo, sau đó tương tự như dùng tâm niệm vận chuyển khí huyết. Sai thông nói Ta ở Nhật Bản nhiều năm như vậy cũng giao thủ không ít người. Ta không hề sợ người trong giới võ thuật mà chỉ sợ gặp phải một ít kẻ mạnh trong tông giáo những người đó tâm linh căn bản không có một điểm sơ hở. Sài Thông dường như nhớ lại vài sự tình, thân thể đột nhiên dùng mình, tự hồ chuyện đó rất đáng sợ. Xem ra sư phụ Sài Thông trước kia đích thực đã gặp phải những người kinh khủng. Vương Siêu thấy Sài Thông đột nhiên biểu hiện ra thần thái như vậy thì cũng biết hắn không hề khoa trương. Thứ tu hành võ thuật này vốn là do tâm giáo phát triển, điểm ấy đúng là không sai. Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, những người đó đều là cao thủ trong tu hành võ thuật nhưng họ nổi tiếng khắp thiên hạ không phải bởi vì võ công mà chính là lập ra tông giáo. Thiếu lầm tự trước tiền cũng là có giáo phái rồi sau đó mới có võ công. Luyện võ không đáng sợ, đáng sợ chính là dùng võ thuật tạo ra tông giáo, khống chế tâm linh con người. Về điểm này thì bất cứ môn phái võ thuật nào, hắc bang, xã đoàn thì cũng còn kém rất nhiều. Đích xác, tạo ra một môn phái võ thuật, phát triển hắc bang, xã đoàn, thậm chí phát triển lực lượng vũ trang cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tạo ra tông giáo. Trong tâm linh những người này có một loại ký thác, tín ngưỡng kiên định, ý chí điên cuồng. Hơn nữa một tí thủ đoạn tu hành chính thức triển khai thì trở nên rất đáng sợ, thậm chí có thể hô hào, tụ tập lật đổ cả chính quyền. Ý chí bọn họ tinh khiết, tu hành so với võ thuật trong thế tục thì cường đại hơn rất nhiều. Trong lịch sử cũng đã có rất nhiều đại tâm sư trong giới võ thuật đi tới làm tín đồ cho tâm giáo, như bát quái trưởng Đồng Hải Xuyên, người của Bạch Liên Giáo. Thí dụ như Ba Nhĩ Má, Tây Lạc Á cũng là hai người tu hành cường đại nhưng tư tưởng tu hành của hai người đó không thiên về đánh người đấu pháp cũng không tinh xảo nhưng giáo lý tâm giáo thì lại hoàn toàn bất đồng lấy bạo lực làm giáo lý người như vậy nếu xảy ra chuyện thì sẽ rất lợi hại nhật bản có rất nhiều giáo phái như vậy những tâm giáo này có một tên gọi đó là tà giáo mục đích giải thông tới nói chuyện này chính là nhắc nhở vương siêu lần này tới nhật bản giao lưu lấy thực lực tuyệt đối áp bức tinh thần võ đạo của đối phương trừ những cao thủ bên ngoài dạy võ thuật thì phải đề phòng một số người tu hành trong các tâm giáo Bật quá, bất cứ châu quỷ gián thần gì trong tay ta cũng không thể làm can được. Vương Siêu đứng dậy nói với Sai Thông. Các vị có thể yên tâm, sau khi tôi tới Nhật Bản thì mọi sự chú ý sẽ được chuyển lên người tôi. Sản nghiệp của Phúc Thanh Bang và Đông Bắc Bang sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ các vị có thể về, chờ tin của tôi. Tốt lắm, chúng ta hy vọng sẽ nhận được tin tốt đẹp từ ngài. Hy vọng ngài có thể quét sạch giới võ thuật Nhật Bản và bọn người tu hành, đánh bại tinh thần võ đạo của bọn họ ngài có thể dùng sức một người mà đánh bại tinh thần võ đạo của một dân tộc như vậy chúng tôi có bầu ngài làm người lãnh đạo thì cũng không oán thán gì sài thông cười ha hả hai tiếng rồi hứa hẹn giống như đông bắc bang bất quá mặc dù hắn hứa hẹn nhưng vẫn không đi về mà đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào vương siêu dĩ nhiên có ý muốn chiến đấu ồ ông muốn giao thủ với tôi vương siêu nhận ra ánh mắt của sài thông hắn bật cười những cao thủ muốn cùng hắn giao thủ có rất nhiều có thể giao thủ với thiên hạ đệ nhất thì cơ hội không có nhiều lắm. Tôi mặc dù mạo muội nhưng cũng không nghĩ sẽ bỏ qua. Sai thông cười cười. Danh tiếng mà ông có được cũng không dễ dàng, không sợ bị thua sao? Vương siêu nhìn sai thông mà cười. Tuổi tác đã lớn, danh tiếng thắng thua không còn quan trọng nữa. Ta đã từng gặp qua Thủy Nguyệt Đại sư Nhật Bản là Điền Thôn Thượng Nghĩa, cũng muốn giao thủ với hắn nhưng không nắm chắc. Bây giờ hắn bị ngài giết chết. Ta giao thủ không được thì cũng coi như là một sự tiếc nuối, Thua trên tay ngài thì cũng không có gì phải lo lắng. Sai thông bình tĩnh nói. Với tuổi của hắn thì danh tiếng cũng được cho là lão tiền bối. Mặc dù danh tiếng không lớn như Chu Hồng Chí nhưng cũng không nhỏ, cũng là một đại tâm sư. Mà tuổi của Vương Siêu không bằng được một phần ba của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại như một vãn bối hướng đến Vương Siêu yêu cầu được lãnh giáo. Loại tình huống này vô cùng quỷ dị nhưng lại vô cùng hợp lý. Bởi vì Vương Siêu rất mạnh. Một người đạt tới trình độ nào đấy thì bất luận kẻ nào thua trong tay hắn cũng đều là đương nhiên tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất thể diện. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đáp ứng giao thủ với ngài. Vương Siêu thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được làm người đứng đầu cũng không phải là chuyện tốt. Tốt. Giải thông nghe Vương Siêu đáp ứng thì đột nhiên thét lên một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước, da trên thân thể như bị kéo căng ra, từng chút từng chút trở nên thẳng tắp, hơn nữa còn tỏa sáng, tựa hồ như trên da được quét thêm một lớp dầu trơn. Đồng thời lưng hắn cũng thẳng tắp, tiếng xương cốt kêu lách cách, trong nháy mắt, từ một lão già trông như con rùa ngàn tuổi bóng biến thành một dã thú cuồng bạo hùng mãnh hắn dậm chân xuống mà đất lập tức nứt ra hắn dựa vào một chiêu thiếp thân kháo liền bay vọt tới trước người vương siêu đấm một đấm vào mặt vương siêu ngay khi vương siêu chăm chú nhìn vào nắm tay hắn thì hắn đột nhiên biến chiêu khẩu tay hạ xuống hướng về phía trái tim vương siêu Trầm nháy mắt dùng hư chiêu mê hoặc sau đó dùng thật chiêu mà đánh hai đầu gối hắn liên tục chuyển động đồng thời đá ra hai cước thật sự giống như hai cái chày dùng để công thành đánh vào các đốt ngón chân của vương siêu vừa mới động thủ đã dùng hai quyền hai cước hai khẩu tay hai đầu gối tám bộ vị công kích liên tục hơi thở hùng hãn chính là đã phát huy ngoại hiệu bát chi nhân ma tới cực điểm vương siêu đã đối mặt với chiêu số hung ác như vậy nhẹ nhàng lui ra hai bước tránh công kích dưới chân đột nhiên trong lúc đó hắn duỗi một tay ra trực tiếp đưa tới trước ngực nắm lấy khẩu tay của sài thông sau khi nắm được khửu tay của sài thông thì hắn nhẹ nhàng giơ tay ném lên không trung đồng thời xoay người lại đúng là chiêu phao giá tử. Giải thông đột nhiên cảm giác được thân thể không ổn, vì một cỗ lực lượng mạnh mẽ vứt bay đi, muốn ổn định thân thể cũng không được, chỉ một chút đã bị vứt lên không trung giống như cái bao bố, rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy được. Bị vương siêu ném lăn đi mấy vòng, sau khi giải thông đứng vững thì sinh khí trên người giảm đi, dường như càng thêm già nua. Hắn vừa bộc phát lực lượng hùng mạnh nhất của mình, lại bị vương siêu dùng một chảo tùy ý ném đi, cả người giống như một bao bố bị vứt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, chênh lệnh rất lớn. Bốn người nam nữ trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang thế vậy thì đều trợn mắt. Năm đại tâm sư Nhật Bản chết trong tay ngài cũng không an uổng. Có thể nói rằng được chết trong tay của thiên hạ đệ nhất thì so với chết già còn sướng hơn. Đại hội võ thuật. <laughs> đại hội võ thuật. Lão già như ta chết trên lôi đài so với chết già còn sướng hơn. Sau khi xài thông thở dốc hai hơi thì nói một câu rồi xoay người rời đi. Vương siêu xoay người lại, cũng không tiễn mấy người này mà chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, Bức tranh treo tường sau lưng hắn chính là vẽ một người tay cầm ngọc như ý, giống như thần tiên ngồi trên mây. Đây là bức họa vẽ thiên tôn của đạo giáo. Bức họa này cũng không biết do người nào vẽ, mà nhìn thiên tôn có vẻ khí thế vô cùng, nhưng là ánh mắt trống rỗng, dường như hồng mông sinh diệt trong đó. Vương Siêu ngồi như vậy, khí chất so với bức họa nọ cũng không sai biệt bao nhiêu. Ngay khi Vương Siêu thông qua Liêu Tuấn Hoa thỉnh cầu trao đổi với giới võ thuật Nhật Bản, thì giới võ thuật Nhật Bản vì năm vị quyền sư bị Vương Siêu giết hại mà tiến hành nghi thức chiêu hồn nghi thức chiêu hồn cho năm đại tâm sư được tiến hành trong một ngôi miếu bên cạnh tĩnh quốc thần xã bên trong ngôi miếu này toàn bộ đều là người của giới võ thuật nhật bản vài đại thế gia võ thuật nhật bản không thủ đạo cung thành thế gia thuyền việt thế gia đại sơn thế gia đại trùng thế giới y hạ giáp hạ liễu xanh hơn 10 vị được truyền thừa của gia tộc cũng đến đây phúng viếng kể ra thì trăm người ở đây toàn bộ đều là võ đạo gia nổi danh ở nhật bản hoặc là cao thủ phái thực chiến hoặc là cao thủ phái lý luận trừ những người đó ra thì cũng có những người mặc quần áo thật dài đội mũ cao vốt hình như là trang phục của tôn giáo âm dương trừ những người này thì lại có những hòa thượng nhật bản vây quanh linh vị của năm vị đại tâm sư miệng không ngừng niệm kinh văn mà người mặc trang phục âm dương này hát lên một khúc nhạc thần bí giống như chiêu hồn khúc nhạc hết sức quái dị làm cho sau khi nghe xong thì cảm giác như đang ở trong cói u minh nghe khúc nhạc này thì người bình thường đều có lại cảm giác linh hồn xuất khiếu nếu như có học giả nghiên cứu về lịch sử tâm dáng Nhật Bản, thì sau khi nghe sẽ biết đây là ca khúc từ thời xưa Nhật Bản, Trấn Hồn Ca. Dẫn đầu phúng viếng chính là Y Hạ Nguyên. Hắn cũng mang một bộ trang phục âm dương, đội một cái mũ cao nhọn. Nghi thức phúng viếng hết sức trang trọng, nhưng khi nghi thức đang diễn ra được một nửa, thì một quan viên Nhật Bản từ ngoài sân vội vã đi đến, phá tan sự yên tĩnh. Ba ngày sau, một đoàn võ thuật người Hoa do Vương Siêu lãnh đạo sẽ sang đây phỏng vấn chúng ta, cùng giới võ thuật chúng ta tiến hành trao đổi trong hòa bình. Quan viên Nhật Bản vừa mới nói ra tin này thì tất cả võ thuật gia Nhật Bản ở đây giống như nổ tung. Sau khi ồn ào qua đi, một cỗ tâm tình phẫn nộ khổng lồ hoàn toàn phát ra. Quan viên đến báo tin kia cảm nhận được tâm tình này thì hai chân mềm nhũn, một dòng nước từ trong quần chảy ra. Sát khí, là sát khí phẫn nộ. Sau khi nghe tin này thì giới võ thuật Nhật Bản hoàn toàn bùng nổ. Chương 435 Đạo phòng tuyến thứ nhất ca khúc chấn hồn ca bỗng dừng lại. Sau khi nghe được Vương Siêu muốn đến Nhật Bản để phỏng vấn giới võ thuật, thì cả tu viện đều lâm vào yên lặng. Sát khí quanh quần, bì phẫn, nộ khí, một chút tâm tình thê lương tràn ngập cả không gian, không khí dường như cù động lại. Đám võ thuật gia này thật là khủng bố. Quan viên bộ thể dục này đến truyền tin, bị sát khí của hơn trăm vị võ thuật gia này phát ra, quyết tâm thê lương khiến hắn sợ hãi đến nỗi đái cả ra quần. Ở đây có bao nhiêu võ thuật gia? cơ hồ hơn phân nửa đều là cao thủ phái thực chiến. Bọn họ mỗi người đều đã trải qua biết bao loại kinh nghiệm, thực chiến trong máu và lửa. Trên người không phải là khí tức giết chóc bình thường, mà mỗi người bây giờ đều lâm vào tình trạng cuồng bạo bi phẫn, khí tức cùng nhau phát ra thì cường đại đến thế nào? Có thể nói những người ở đây, nếu tổ chức thành một chỉnh thể, thì cơ hồ có thể đại biểu cho tinh thần võ sĩ đạo của cả dân tộc Nhật Bản. Bây giờ, cỗ tinh thần này dưới sự áp bức cường đại của Vương Siêu thì bắt đầu phát ra, chờ sau khi phát ra tới cực điểm thì sẽ bộc phát âm ầm. Có lẽ sẽ bùng nổ, khiến cho đối thủ tan xương nát thịt, mà cũng có lẽ sẽ bị đối thủ hoàn toàn áp chế xuống, mãi mãi biến mất trong đám bụi trần lịch sử. Bà Tiểu Duyên tiên sinh nên ra ngoài đi. Y Hạ Nguyên nhẹ nhàng chuyển thân, hắn vừa mới nhận được phong thư được đưa tới từ các võ quán, đồng thời nhìn thoáng qua khuôn mặt sụi lơ của quan viên thể dục, thở dài phân phó vài người trẻ tuổi tới giúp quan viên này ra ngoài. Vận mệnh võ đạo vận mệnh võ đạo đã thịnh vượng một thời gian dài đây là ý của thần ban phước cho dân tộc ta muốn mãi mãi thịnh vượng trong thời gian dài nhưng là tại sao tại sao lại rơi xuống một thiên thần như vương siêu làm võ đạo gia thực chiến định nhất nhật bản tu luyện quyền pháp tiến vào cảnh giới đại tâm sư đan đạo y hạ nguyên cũng không phải là người có ánh mắt hẹp hòi trái lại tâm nhìn của hắn vô cùng rộng ánh mắt vô cùng thâm thúy mẹ kiếp hắn lại còn dám tới đây phỏng vấn hắn muốn tự mình khiêu chiến tinh thần võ đạo của chúng ta sao chỉ cần hắn dám tới đây gian nạp trí ta cho dù tan xương nát thịt cũng nhất quyết tử chiến với hắn dù có phải dùng tính mạng và máu tươi để bảo vệ cho tinh thần võ đạo của dân tộc thì ta cũng không tiếc ta là người đầu tiên sẽ ngăn cản hắn sau khi nghe được nội dung phong thư mà vương siêu đưa tới một đại hán bên cạnh y hạ nguyên có dáng người to lớn bà vai rộng lông mi đen dày dâu que nón bỗng nhiên phẫn độ hắn mãnh luyện dậm chân một cái cả mặt đất trong tư viện dường như run rẩy một chút Gian nạp trì không nên xúc động Y Hạ Nguyên nhìn thấy hắn kích động như vậy thì nhìn đại hán bất trị này khẽ cau mày. Người đầu tiên muốn ngăn cản Vương Siêu, ngăn cản Vương Siêu đánh vào tinh thần võ đạo của dân tộc chính là Gia Nạp Trì, là võ đạo gia kiệt xuất phái nhu thuật. Gia Nạp Trì là người châm giới nhu đạo Nhật Bản, tại trăm năm trước đã xuất hiện một tâm sư nhu thuật tên là Gia Nạp Trì Ngũ Lang. Người này mang nhu thuật đến Nhật Bản, thành lập nhu đạo, đồng thời thúc đẩy nhu đạo phát triển trên toàn thế giới. Cũng chính người này đã đem nhu đạo vào các kỳ vận hội Olympic sau này trở thành một phong trào không thể thiếu. Gia Nạp Trì tính cách cơ mãnh kịch liệt như lửa, Vương Siêu vừa mới giết chết năm đại tâm sư Nhật Bản, bây giờ lại muốn tới phỏng vấn cả giới võ thuật Nhật Bản, võ đạo gia này liền phát thệ sẽ chiến đấu cho đến chết. Y Hạ Nguyên, ngươi có ý kiến gì không? Gia Nạp Trì nhìn Y Hạ Nguyên đang mặc trang phục âm dương, trong lời nói mang theo một tia cung kính. Y Hạ Nguyên được giới võ thuật Nhật Bản công nhận là đệ nhất phái thực chiến, thần phận tại Nhật Bản chính là đại thần quan, cầu nguyện cho hoàng gia bái tế thần linh trên trời hai loại thân phận này đủ để cho bất cứ ai cũng phải tôn kính ông trời không ủng hộ dân tộc chúng ta vì vậy chúng ta chỉ có thể nhẫn nại y hạ nguyên ngẩng đầu nhìn trời một chút hắn nhắm hai mắt lại nói ta hy vọng khi vương siêu đến phỏng vấn giới võ thuật chúng ta lựa chọn trầm mặc không đáp lại cái gì trầm mặc á không đáp lại à y hạ nguyên vừa nói ra những lời này nhất thời toàn trường bùng nổ Tất cả võ đạo gia đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn gắt cao hắn. Không ai nghĩ ra, người đứng đầu dõi võ thuật của dân tộc, võ đạo gia đệ nhất thực chiến, đại thần quan của hoàng thất lại cư nhiên có thể nói ra những lời như vậy. Y Hạ Nguyên, nếu thân phận ngài không phải là đại thần quan thì ta đã yêu cầu ngài lập tức mổ bụng tự sát rồi. Cùng lúc đó, một võ đạo gia dáng người cao gầy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Y Hạ Nguyên. Chúng ta là một dân tộc anh hùng, không thể để bị khinh thường như thế được. Y Hạ Nguyên, Ngài như thế nào mà lại có thể nói ra được những lời này? Người này tuy cao gầy, nhưng cả người tràn ngập lực lượng mạnh mẽ và tháo vát, là võ đạo gia của phái Bắc Thần Nhất Đao tên là Bắc Thần Am. Y Hạ Nguyên, chúng ta là những võ đạo gia đứng đầu dân tộc, trên vai chúng ta không chỉ là gánh lấy sinh mệnh vinh nhục, mà còn nắm giữ tinh thần võ sĩ đạo của cả dân tộc, đó mới là trách nhiệm nặng nề nhất. Nếu như chúng ta lùi bước thì trăm vạn những người trẻ tuổi say mê truy cầu võ đạo, suốt đời theo đuổi võ đạo sẽ cảm thấy như thế nào? Bọn họ sẽ mất đi niềm tin, mất đi tinh thần, tương lai không thể đứng thẳng với đời tinh thần võ sĩ đạo trong họ sẽ mất hết cho nên chúng ta không thể thối lui dù cho chúng ta có phải chết hết thì ít nhất cũng có thể kích thích nhiệt huyết của những thiếu niên truy cầu võ đạo khiến cho họ có thể vì cái chết của chúng ta mà phấn đấu đủ rồi bác thần quân y hạ nguyên nghe bác thần am càng nói thì càng cảm thấy phẫn nộ hắn nói một phen khiến cho tâm tình của tất cả võ đạo già ở đây đều sôi trào hai mắt đều đỏ như máu quên cả sợ hãi hận không thể lập tức cùng vương siêu tư chiến cho nên Y Hạ Nguyên không thể để cho bác Thần Am nói xong. Năm vị đại tâm sư đã nói, thực lực vương siêu là vô cùng kinh khủng, cho nên bọn họ chọn cuộc sống thanh nhàn ẩn giật. Nhưng nay họ lại đi ám sát vương siêu, là vì cái gì? Chính là để bảo tồn mầm mống võ đạo của chúng ta, bảo tồn nguyên khí võ đạo của chúng ta. Nhưng bọn họ đã thất bại, cho nên chúng ta phải hiểu rõ tâm ý của bọn họ, phải bảo tồn nguyên khí của mình, không thể để sự hy sinh của bọn họ là vô ích. Vận mạng võ thuật có theo dân tộc chúng ta hay không thì chúng ta nhất định vẫn phải nhẫn lại bảo tồn nguyên khí, đây là thần dụ. Tiếng y hạ nguyên nói ra như xé gió, cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập cả tư viện. Truyền vào tai của từng võ đạo gia Nhật Bản ở đây. Thần dụ! Bác thần am, Giang nạp trì và một vài vị võ đạo gia khác chờ sau khi tiếng nói của y hạ nguyên qua đi thì mới giống to lên. Đấy không phải là thần dụ, đấy là do nội tâm y hạng nguyên ngươi sợ chết, mầm mống võ đạo sẽ không bị tuyệt diệt. Chúng ta không sợ chết trong tay tiền đại ma vương vương siêu kia, tuyệt đối sẽ không bị tuyệt diệt mầm mống võ đạo trong trăm vạn thiếu niên truy cầu võ đạo sẽ sớm đầm hoa kết quả cuối cùng sẽ một lần nữa lại lớn nhanh y hạ nguyên ngươi mặc dù là võ đạo gia đệ nhất thực chiến của chúng ta nhưng ngươi đã lui bước mất đi dũng khí và tinh thần võ đạo rồi chúng ta quyết định sẽ không nghe theo lời ngươi nói nữa ngươi cứ tiếp tục mà bảo tồn nguyên khí của ngươi đi sau khi mấy võ đạo gia giống lên thì cùng nhau rời khỏi tự viện nơi đây chỉ còn lại y hạ nguyên cô đơn một mình hắn ngẩng đầu nhìn trời vận mệnh võ thuật lâu dài nhưng trời đã đưa vương siêu xuống Vận mệnh võ thuật không còn đi theo dân tộc ta Đây là thần dụ Chẳng lẽ các người vẫn không hiểu sao Tiểu hoàn tử không tham gia nghi thức siêu độ tại miếu lần này Lúc này nàng đang ở trong một thư viện tại Bắc Hải Trên tấm biển treo trước thư viện có đề ba chữ Trung Quốc vô cùng tinh xảo Thực chi thục Lúc này tiểu hoàn tử đang ngồi trong một vùng đất trống Nói chuyện cùng với một thanh niên đang khoanh chân ngồi Thanh niên ngồi đối diện với tiểu hoàn tử đang cầm một tràng hạt đen kịt mà niệm chàng hạt được điêu khắc hoa văn tinh xảo vô cùng nặng nề cứ mỗi khi ngón tay lần qua một hạt trâu thì lại phát ra tiếng ong ong giống như tiếng sắt thép va chạm vào nhau ánh mắt người thanh niên này vô cùng chăm suốt giống như là nước mùa thu phản chiếu tất cả sự vật thật giống như bất cứ thứ gì cuồng bạo mà lọt vào mắt hắn thì cũng đều trở nên hết sức an bình khi mọi người đối mặt với người thanh niên này thì đều chú ý tới ánh mắt của hắn vì thế đã quên đi tướng mạng của hắn giáo chủ Tiểu hoàng tử cầm bắn tay đang lần tràng hạt của người thanh niên, đồng thời xưng hô với người thanh niên hết sức kỳ quái, gọi hắn là giáo chủ. Người thanh niên này đúng là giáo chủ đời thứ năm của đại bổn giáo Nhật Bản. Nhật Bản có rất nhiều giáo phái, mà nổi tiếng nhất chính là áo mỗ chân lý giáo, đều là tuyên truyền giáo lý, mê hoặc tâm thần của con người. Bây giờ tiểu hoàn tử đang gặp một vị giáo chủ trong đại bổn giáo. Hợp khí đạo trong phái thực trì có quan hệ vô cùng sâu xa đối với giáo phái này. Năm đó, thực chi thịnh bình chính là giáo đồ của đại bổn giáo học tập cách giải luyện tâm linh kỹ năng chấn hồn sau đó vương tam làng từ biệt giáo chủ về trung quốc đổi tên là vương thủ cao nghĩ đến việc thành lập một tâm giáo chính là vì học được thái cực quyền cuối cùng thành lập tâm giáo không thành công nhưng lại trở về nhật bản sáng lập ra môn võ học hợp khí đạo tiểu hoàn tử trường phong ba trong giới võ thuật nhật bản lần này ta sẽ giúp giải quyết đối mặt với cách xưng hô của tiểu hoàn tử người thanh niên được gọi là giáo chủ này dường như đã hiểu rõ tiểu hoàn tử muốn nói gì, liền bình tĩnh nói một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Bất kể phản ứng của giới võ thuật Nhật Bản khi nhận được tin Vương Siêu sẽ đến phỏng vấn, lê Tuấn Hoa vẫn đứng ra an bài cho Vương Siêu lần này. Một buổi sáng sớm của ba ngày sau, đúng vào cuối tháng 9, ngày 1 tháng 10, khí trời ở Bắc Kinh vô cùng nóng bức. Mặt trời dường như là một lò lửa lớn trên bầu trời. Bất quá đây là ngày quốc khánh, khắp nơi giang đèn kết hoa, người trên đường đi lại vô cùng tấp nập, chúc mừng ngày quốc khánh. Vương Siêu cùng Hoác Linh Nhi còn có Đàm Văn Đông đến Bắc Kinh. Hắn từ Nam Dương đến Bắc Kinh tự nhiên là đại diện chính thức của giới võ thuật người Hoa. Tại trước khi đại hội võ thuật diễn ra, tiến hành phỏng vấn giới võ thuật Nhật Bản, hai bên giao lưu tốt đẹp. Hắn cũng không dẫn theo đám người Bạch Tuyền Di, chỉ dẫn theo có hai đồ đệ. Đồng thời Lưu Tuấn Hoa cũng phái theo hai gã đệ tử trẻ tuổi của Vương Siêu để ma luyện. Có nhìn mới có nền tảng. Rõ ràng là lần phỏng vấn của Vương Siêu đối với Nhật Bản này khẳng định sẽ mang đến một hồi gió tanh mưa máu nhưng khẳng định bọn họ sẽ có được cơ hội mà luyện. Tại sân bay, một nam một nữ đang đứng, dường như là đang chờ người nào đó. Ngón tay người nam mềm mại, dung nhan như một thiếu nữ 13-14 tuổi, mi thanh mục tú, mặc một bộ đồ thể thao mỏng, trên người phát ra một cỗ khí tức thanh tân. Người nam này đúng là đã luyện đồng tử công hết sức tinh thâm, tên là Vương Hồng Cát. Mặt khác, người nữ kia trên đầu kết rất nhiều bím tóc, mặt như tranh vẽ, đúng là Lạc Tiểu Manh đã từng theo thủ lĩnh gót học tập quyền pháp hồng cát nghe nói trong nhà ngươi xảy ra chuyện anh của ngươi cũng xảy ra chuyện nhưng ta thấy dường như không có một chút ảnh hưởng tới ngươi lạc tiểu manh quay sang nói với vương hồng cát anh của vương hồng cát là vương tiểu lỗi bởi vì chuyện của vương siêu mà cả nhà hắn đều bị xong quy nhưng nhìn mặt hắn bây giờ thì không có đến một điểm lo lắng lúc ta luyện đồng tử công thì đã rời khỏi nhà việc trong nhà không có liên quan tới ta mặt vương hồng cát không chút thay đổi lần này ta theo vương siêu tới nhật bản chính là để xem một chút phong thái của hắn cũng là để ma luyện bản thân được sắc bén hơn. Một ngày nào đó ta đạt tới trình độ như trường mi kia thì đó chính là sở nguyện của ta. Chuyện trong nhà quả thực không đáng nhắc tới. Sư huynh người cũng bị vương siêu chen ép, sao bây giờ không nghĩ tới việc trở về trả thú? Sư huynh ta, cả đời hắn sợ rằng cũng không có hy vọng. Bây giờ trong đầu hắn cũng không còn ý nghĩ đó. Vương siêu tung hành vô địch thiên hạ, hùng bá và thiên hạ. Không nói sư huynh ta, cho dù là sư phụ của ta thì cũng không có hy vọng ấy chứ. Bất quá, nói đến thì cũng thật đáng tiếc, ta còn chưa chân chính gặp qua người này trong lòng là Tiểu Manh cũng đang tự hỏi, nên chưa từng chính thức gặp qua Vương Siêu, nhưng uy thế và danh vọng của Vương Siêu đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Lợi hại như Trường Mi mà cũng coi Vương Siêu là đối thủ lợi hại nhất, nhất là sau khi Vương Siêu đánh chết năm đại tâm sư Nhật Bản, rồi lại lập tức đi phỏng vấn giới võ thuật của đối phương, chuyện như vậy quả thực chỉ có thần để mới có thể làm được. Không kể đến những việc này, chỉ riêng về góc độ võ thuật, thì Vương Siêu cũng đã khiến cho lạc Tiểu Manh vô cùng sùng kính và bội phục. Hai vị ý chính là tự nguyện theo ta đến Nhật Bản giao lưu. Ngay lúc Lạc Tiểu Manh và Vương Hồng Cát đang nói chuyện thì một thanh âm truyền tới tai họ. Hai người vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Vương Siêu. Quả nhiên không sai, ngươi gọi là Vương Hồng Cát là em của Vương Tiểu Lỗi, còn ngươi gọi là Lạc Tiểu Manh, đồ đệ của Lâm Đình Phong, sư đệ của Giang Hải. Luyện quyền pháp rất tốt, theo trường mi học tập công phu cũng có chút hỏa hầu đấy. Bất quá lần này ta tới Nhật Bản nguy hiểm rất lớn, không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu các ngươi muốn đi thì trước tiên phải chuẩn bị tâm lý có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vương Siêu nhìn lướt qua khuôn mặt của đôi nam nữ này, sau đó trực tiếp nói. Trên đường đến đây, Vương Siêu cũng đã nhận được tin Liên Tuấn Hoa muốn an bài hai người Vương Hồng Cát và Lạc Tiểu Manh đi theo hắn. Hắn đã từng gặp qua hai người này, bất quá bọn họ chưa từng gặp hắn, bởi vì lần đó hắn quay về Bắc Kinh, lúc thi đấu đã hóa trang thành người khác. Bất quá khí chất của hai người Vương Hồng Cát và Lạc Tiểu Manh tuyệt đối là vương giả trong đám thanh niên, tựa như chim hạc lạc giữa bầy gà. Vương Siêu vừa đảo mắt qua thì đã phát hiện hai người thanh niên này mặc dù có thể nói hai thanh niên này có chút ân oán với mình nhưng đã đến cảnh giới như hôm nay của vương siêu thì sớm đã không còn tính toán gì nữa vương hồng cát và lạc tiểu manh nếu như có thể đi theo hắn tới nhật bản chạy qua khiêu chiến với tinh thần võ đạo của một dân tộc mà được ma luyện công phu tăng mạnh thì cũng là một chuyện tốt đây là vương siêu sao quả nhiên không khác xa với ảnh chụp nhìn không ra võ công như thế nào mà lại là cao thủ đệ nhất thiên hạ lạc tiểu manh và vương hồng cát cùng nhìn vương siêu Cao thủ đệ nhất thiên hạ trước mắt này ăn mặc rất đơn giản, thật giống như một thanh niên cao, nghèo khổ, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng ra sự hùng bá thiên hạ, đại ma đầu giết người vô số. Nhưng khi ánh mắt Vương Siêu đảo qua thì lại khiến bọn họ nói không nên lời. Trước mặt Vương Siêu, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác, dường như mình là một học sinh bị kỷ luật, bị thầy giáo gọi và làm việc. Hiển nhiên ta đã không còn để ý đến chuyện sinh tử, có thể đi theo ngài khiêu chiến, đánh cả tinh thần võ sĩ đạo của một dân tộc thì đây là một chuyện vô cùng vĩ đại, có chết cũng không cảm thấy hối tiếc. Vương Hồng Cát đột nhiên cung kính nói với Vương Siêu. Ta rất may mắn sinh ra cùng một thời đại với ngài, cho nên mới được tận mắt chứng kiến một truyền kỳ đỉnh cao. Lạc Tiểu Manh cũng cùng kính nói. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều bị khí thế của Vương Siêu áp đảo. Đích xác, một người đi khiêu chiến tinh thần võ đạo của cả một dân tộc, bất luận là ai thì cũng đủ để khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn. Người luyện võ, mỗi người đều cực kỳ cao ngạo, đều xem như mình là trung tâm, mà người tuổi trẻ thì lại càng sấp nổi hơn, càng không nói đến Lạc Tiểu Manh vừa hồng cát nhưng bây giờ hai người trẻ tuổi này trong lòng không thể không sinh ra sự bội phục đối với Vương Siêu. Theo chính lời lạc tiểu manh, ta rất may mắn sinh ra của một thời đại với ngài, cho nên mới được tận mắt chứng kiến một truyền kỳ đỉnh cao. Thành tựu của ngài ta chỉ có thể ngước nhìn, ta chỉ hy vọng sau lần ma luyện này, nếu như không chết thì có thể cùng đồ đệ của ngài cùng tranh cao thấp. Lạc tiểu manh lại nói, đồng thời hai mắt của nàng nhìn về Hoác Linh Nhi đàm văn đông ở phía sau Vương Siêu. Nhưng Hoác Linh Nhi lại xem như nàng không hề tồn tại vẻ mặt vô cảm. đang lúc này thì vương siêu thấy liêu tuấn hoa phong thái cũng đã tới. ta đến tiễn cậu. phong thái vừa nhìn thấy vương siêu thì ánh mắt ánh lên một chút, đồng thời vươn tay nắm tay vương siêu một cái. ta đi cùng cậu cũng không có nói gì nhiều, hết thảy tâm tư của ta đều gửi gắm vào cậu, hy vọng có thể cảm nhận được cảnh giới cuối cùng của cậu. mặc dù ta đã đạt thành đan đạo, nhưng cậu thì đã phá vỡ hư không, bước ra khỏi tam giới, thành thánh thành thần. được. Vương Siêu nhìn Phong Thái, lại nhìn một chút Liêu Tuấn Hoa, hắn cảm giác được ra tay ôn nhuận nhẫn nụ của Phong Thái, cao thủ đứng đầu không cam lòng chịu cảnh tịch mịch. Phong Thái là một người đã đạt đến tuyệt đỉnh đan kình, sao lại không giống như Vương Siêu, muốn dùng lực của một người đối kháng với tinh thần võ đạo của một dân tộc? Nhưng là do đó cũng chỉ là ý nghĩ, mọi việc không phải đều muốn là được. Một cái nắm tay vừa rồi của Phong Thái cũng đã nói rõ tâm tư tịch mịch không cam lòng của cô, đều đã gửi gắm cho Vương Siêu, muốn chứng kiến hành động giống như truyền kỳ về thần thánh của Vương Siêu chúng ta đi thôi. Vương Siêu nắm một câu rồi xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, năm người đã lên máy bay. Lúc xế chiều, đoàn người Vương Siêu đã đến Tokyo ở Nhật Bản. Vừa mới xuống sân bay thì đã có ủy viên Nhật Bản tới đón. Vương Siêu dù sao cũng đã thông qua giới quan chức lấy danh nghĩa giao lưu võ thuật mà tới. Càng huống chi hắn là nhà tài trợ lớn nhất của Đại hội võ thuật lần này. Đây là một thần tài, giới quan chức Nhật Bản cũng không thể không tiếp đón trừ đáo. Bất quá, trong lúc Vương Siêu đang được giới quan chức tiếp đón thì đột nhiên có một người trẻ tuổi mặc trang phục nhu đạo đi tới, hướng về Vương Siêu đưa ra một thiệp mời có mùi thơm mát. Chúng ta là thành viên của giảng đạo quán. Nghe nói Vương Siêu tiên sinh tới trao đổi thì cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chúng ta tha thiết mời ngài tới giảng đạo quán luận bàn, mong ngài không từ chối. Người trẻ tuổi đến đưa thiệp mời nói tiếng Hán rất lưu loát, căn bản không cần phiên dịch. Nếu giảng đạo quán đã có lời mời thì ta đây đương nhiên sẽ đi. Dẫn đường đi, Vương Siêu nhận lấy thiệp mời, nhìn thoáng qua rồi đưa thiệp mời cho Hoắc Linh Nhi, sau đó mấy người cùng đọc nội dung thiệp mời. Vương Siêu cũng biết, giàn đã quá là đạo tràng nhu thuật lớn nhất tại Nhật Bản, cũng là trung tâm võ đạo của Nhật Bản. Bây giờ hắn vừa xuống máy bay, đã có người đến đưa thiệp mời, đây chính là phòng tuyến thứ nhất được bày ra đối với hắn. Chương 436: Bạo áp phiên thiên ấn. Giàn đạo quán ở thời kỳ đổi mới của triều đại nhà Minh chính là do như Thuận gia chứ danh nạp chỉ ngũ lang sáng tạo. Vương Siêu một đường xuống máy bay liền nhận được lời mời của giàn đạo quán. Liền biết đây chính là phòng tuyến thứ nhất mà giới võ thuật Nhật Bản bày ra để đối phó với hắn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, đối thủ càng mạnh thì tinh thần phản kháng càng mãnh liệt. Hắn liền cảm giác được chuyến đi này không uống. Hoắc Linh Nhi nhìn qua thiệp mời một chút rồi bước theo Vương Siêu, giúp Vương Siêu hiểu rõ một chút về lịch sử của giàn đạo quán. Gia nạp trì ngũ lang, người này ta có biết. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi giải thích thì gật đầu. Triều đại nhà Minh trong thời kỳ đổi mới, cấp bậc võ sĩ Nhật Bản đã xuống dốc, một lượng lớn học thuyết và kỹ năng phương Tây dũng mãnh tiến vào Nhật Bản, hình thành một loại tình trạng sùng dương. Rất nhiều vũ khí của Nhật Bản cũng nhanh chóng xuống dốc, rất nhiều người nổi tiếng trong giới võ thuật phải xuống đường mãi võ kiếm sống. Điểm này cũng tương tự như tình huống hiện tại trong nước chúng ta. Hoắc Linh Nhi nói, Bất quá ngay lúc võ đạo Nhật Bản xuống dốc thì lại xuất hiện một nhóm đồng chí sĩ như Gia Nạp Trì Ngũ Lang, Thuyền Việt Nghĩa chân, Thực Chi Thịnh Bình. Những người này làm cho võ đạo đang xuống dốc lại một lần nữa phát triển lớn mạnh, khiến cho trong gần trăm năm võ đạo Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới. Đương nhiên trong những người này thì Gia Nạp Trì Ngũ Lang là hùng mạnh nhất. Hắn khai sáng ra giảng đạo quán là một lưu phái lớn nhất, là một phép so sánh thì địa vị võ đạo quán của hắn tại Nhật Bản cũng tương đương với địa vị của thiếu lâm tự ở trong nước. Hoặc Linh đi đối với tình huống phát triển của võ thuật Nhật Bản hiện tại cùng với các lưu phái hùng mạnh đều biết rất rõ. Nàng đi theo Vương Siêu tới Nhật Bản thì không khác gì bên người có mang theo một quyển bách khoa toàn thư. Trầm lý giải của nàng thì cũng đề cập rõ ràng về lịch sử của giàn đạo quán. Hiện tại, mời Vương Siêu tới giàn đạo quán chính là đạo tràng nhu thuật có sự ảnh hưởng lớn nhất ở Nhật Bản, ngay cả trong phạm vi toàn thế giới thì đây cũng là một đạo tràng vô cùng lớn. Địa vị trong võ thuật thì sao võ thiếu Lâm tự còn cao hơn, đây chính là nơi bắt đầu của nhu đạo phòng tuyến đầu tiên ngăn trở vương siêu chính là lưu phái lớn này. Không sai, không sai. Nhật Bản trong thời kỳ triều minh đổi mới, võ sĩ, võ thuật cũng đã xuống dốc. Đích xác bây giờ cũng giống như giới võ thuật trong nước. Thật đáng tiếc, dân tộc Nhật Bản tại thời kỳ đó, trí sĩ tầng tầng lớp lớp, có biết bao nhân vật phong lưu. Khi võ thuật thay đổi xuống dốc thì họ lại biến thành trụ cột tinh thần của dân tộc. Chỉ bằng vào tinh thần võ sĩ của họ, lấy một nước nhỏ mà đã hai lần đánh cho nước lớn như chúng ta không thể ngừng đầu lên. Vương siêu thở dài, Gia Nạp Chỉ Ngũ Lang, Thuyền Việt Nghĩa Trân, Thực Chi Thịnh Bình, những người này đều là nhân vật phong lưu, là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu bây giờ dưới võ thuật Nhật Bản còn có những người này tụ tập dưới một mái nhà thì thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc dưới võ thuật chúng ta điều đứng không thể xuất hiện nhiều thiên tài, hành không như thế. Hoác Linh Nhi nghe Vương Siêu cảm thán thì không nói gì. Nàng cũng rất rõ, Vương Siêu hy vọng những người này sống lại, sau đó dùng quyền lực của bản thân để áp đảo đánh cục bọn họ, như vậy thì mới có giá trị. Đối thủ càng mạnh càng kinh tài tuyệt diễm, thành tựu càng phi phàm thì đánh gục những người đó mới có giá trị. Làm đại lưu phái võ đạo đệ nhất Nhật Bản, mặc dù không thể hiện nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng hy vọng có thể khiến cho ta ngạc nhiên. Sau khi vương siêu thời dài thì không nói chuyện nữa, ngồi lên xe thẳng tiến đến giảng đạo quán. Xe vương siêu ngồi cũng không phải là do giới quan chức Nhật Bản an bài, mà do chính Hoác Linh Nhi an bài. Trừ lần đó ra, nhân viên đại sứ quán Nhật tại Trung Quốc cũng tự an bài xe dù sao thì vương siêu cũng thông qua danh nghĩa của liêu tuấn hoa mà tiến hành giao lưu với giới võ thuật nhật bản trình tự đều được sắp xếp đối với giản đạo quán trong lòng hai tân tú cũng biết rõ mặc dù đệ nhất thực chiến võ thuật nhật bản là y Hạ nguyên cũng không phải xuất phát từ giản đạo quán nhưng nhìn trên tổng thể thực lực mà nói thì chính là nơi cường đại nhất trong tất cả các lưu phái cũng giống như thiếu lâm tự đệ nhất cao thủ trong nước không phải xuất phát từ thiếu lâm tự nhưng tổng thể thực lực thì môn phái này tuyệt đối mạnh nhất cao thủ nhiều như mây dù sao thì nội tình nồng hậu bao nhiêu năm tích lũy đương nhiên thực lực về kinh tế phải hùng mạnh thuyền nát cũng có ba khí đinh càng hống chi là lưu phái có thực lực hùng hậu như vậy không chừng bất ngờ nhảy ra một nhân vật hùng mạnh nào đó thì quả thật là rất không tốt lần này theo vương siêu ra ngoài chẳng khác nào đi quyết đấu sinh tử đúng là một cơ hội mà luyện lớn nếu như lần này không chết thì tâm lý bọn họ vô cùng rõ ràng sẽ đạt được rất nhiều thành tựu mà luyện trong sinh tử xe chạy rất nhanh khoảng sau 2 giờ thì tới một vùng ngoại ô một bên giáp với sâm suối, đến một đạo tràng to lớn thì dừng lại. Ba chữ giả đạo quán có khí thế vô cùng to lớn, được viết bằng chữ nhật vô cùng tinh xảo, khác trên một tấm biển to phía trên cánh cổng. Vương Siêu và bọn người Hoác Linh Nhi còn chưa kịp bước xuống xe, thì đã thấy rất nhiều người nhu đạo trẻ tuổi mà đồng phục trắng chạy ra. Bên hồng có một sợi đai lưng màu đen, đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, hai bên trái phải từ cửa ra bên ngoài, trải dài đến hơn 2 km. Mấy người này mặt mày đều sáng sủa, ánh mắt chăm chú, đứng thẳng như ngọn thương, khí huyết bồng bột, ánh mắt lợi hại, đứng trải dài đến hơn 2 km mà một tiếng động cũng không phát ra, có thể so với lúc quân nhân duyệt binh. Đội hình chỉnh tề, khí chất chăm chú, ánh mắt lăng lệ, hơn trăm ngàn người trẻ tuổi lặng lặng đứng hai bên đường vẫn không nhúc nhích. Hào khí như vậy làm cho người ta cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Xem ra giả đạo quán đã có sự chuẩn bị trước. Khí thế như vậy, nhiều người trẻ tuổi như vậy thì bất cứ một nhà luyện võ, cơ cấu thể dục trong nước nào cũng không thể so sánh. Chủ trang, chủ trang. Vương hồng cát nhìn thấy thanh thế như vậy thì cùng với lạc tiểu mai nhìn nhau cả hai đều cảm giác được tinh thần võ đạo nhật bản dày đặc được ẩn sâu trong căn cơ của những người trẻ tuổi kia sau khi hai người nhìn nhau thì nhìn về phía vương siêu còn liếc đàm văn đông hoắc linh nhìn một cái phát hiện ba thầy trò này ngồi bất động tự như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì xe chạy tới cửa giảng đạo quán thì dừng lại sau khi đoàn người vương siêu xuống xe thì cũng chưa có ai tại đón trên con đường lớn vẫn như cũ là những người trẻ tuổi mang đai đen đứng hai bên, chừa ra ở giữa một con đường lớn nối thẳng vào bên trong đạo tràng. Vương Siêu cũng không để ý đến việc đó, trực tiếp bước vào trong đạo tràng, giảng đạo quán. Vừa bước tới cửa thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt, tựa như đang đứng trong một khán đài lớn. Vô số tiếng hít thở rất nhỏ truyền tới tai Vương Siêu. Trong mắt Vương Siêu là hàng vạn người trong trang phục nhu đạo. Bên trong đạo tràng lúc này đã tụ tập hơn vạn người. Bọn họ mặc một trang phục thống nhất, ngồi bốn phía trên mặt đất rộng lớn, hàng vạn người này không hề nhúc nhích ánh mắt cũng chăm chú giống như những thiếu niên ngoài cửa hơn một ngàn người cứ thế mà tĩnh tọa không phát ra bất cứ tiếng động gì mặc dù im lặng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được áp lực vô cùng kinh người những thành viên này hiển nhiên đều là đệ tử của giàn đạo quán tinh thần khí chất của bọn họ dường như trong tĩnh tọa tập trung thành một thể thống nhất một khi định nhân xâm phạm thì sẽ kiên quyết chống cự đồng thời sát ý trong ánh mắt bọn họ phát ra không hề có sơ hở theo vương siêu bước vào đạo tràng Vương Hồng Cát là Tiểu Manh, Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi chợt thấy tình cảm như vậy thì ánh mắt đều thay đổi. Vạn người ở đây đều mang theo sát ý nhìn họ, dường như bị vây họ vào chính giữa. Càng quan trọng hơn chính là bọn họ không phải là ở trong nước mà là đang ở nước ngoài xa quê hương, đối mặt với một dân tộc hung ác. Những kẻ cô độc này đang xâm phạm vào một dân tộc hung ác, khiến cho bọn họ phải hứng chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn. Đối mặt với áp lực khổng lồ như vậy, cho dù là ý chí kiên định như Hoắc Linh Nhi thì cũng vẫn có chút không chịu được bởi vì cái loại áp lực vô cùng lớn này căn bản không phải là loại mà các nàng có thể chịu đựng được. Muốn trải qua tinh thần tẩy lễ khổng lồ như vậy, nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã rất khó khăn. Hoác Linh Nhi đứng phía sau Vương Siêu, thân thể có chút rung động, nhìn bóng lưng Vương Siêu mà nàng mới có chút thư thái. Vương Siêu thật giống như Đại Phật, trấn áp tất cả ma đầu. Chúng ta không chịu được, vẫn còn kém họ rất xa. Vương Hồng Cát là tiểu manh lúc này cảm giác được cả ngàn vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ngay khi bọn họ bước vào đạo tràng, thì trong nháy mắt đã cảm giác được bản thân như rơi xuống địa ngục tu la. Triệu vạn ác quỷ ác ma kinh khủng đang muốn ăn thịt họ, hút máu họ, rút ra họ. Một cảm giác trống rỗng cô đơn không ai giúp đỡ đang từ sâu trong nội tâm phát ra. Cái gì mà sinh tử quyết đấu, cái gì mà đấu với cao thủ, cái gì mà luận võ. Tham gia quân đội đánh nhau, trải qua mưa bom bão đạn cũng còn kém so với hiện tại. Đây mới thật là chân chính cảm nhận được sự kinh khủng. Tới lúc này, hai tân tú trẻ tuổi rốt cục đã cảm giác được mình không còn cầm cự được nữa. Lúc này, bọn họ theo tiềm thức bước lại gần tới Vương Siêu nửa bước. Nhìn Vương Siêu, vô luận là Lạc Tiểu Manh hay là Vương Hồng Cát đều có một loại ảo giác. Bọn họ dường như cảm giác được, Vương Siêu tuy chỉ tùy tiện đứng ở giữa, nhưng quả thật giống như địa tạng vương phát ánh sáng soi rõ chỗ địa ngục hắc ám này. Lấy lực của một người, tuyệt đối có thể siêu độ triệu triệu ác quỷ ma đầu. Bọn họ chỉ có bám vào ánh sáng của Vương Siêu mới có thể từ trong địa ngục hắc ám phát ra sinh cơ. Mặt Vương Siêu không chút thay đổi, hai mắt hắn quét về chính giữa đạo tràng, Chính giữa giản đạo quán thì có hơi ít người một chút. Tổng cộng có 5 người đang ngồi. Ở giữa chính là một đại hán Nhật Bản vai rộng. Hiển nhiên đây chính là chủ nhân giản đạo quán Gia Nạp Trì. Hai người bên trái Gia Nạp Trì nhìn thì đã hơn 50 tuổi. Hai người này không gầy cũng không mập, ánh mắt thâm sâu, da tay mềm mại đang co giãn, thật giống như da tay của thanh niên 20 tuổi. Rất hiển nhiên, đây chính là tinh lực xúc dưỡng của những người giải võ. Hai vị này chính là hai đại thiên vương đã ở giản đạo quán được 80 năm, là Tây Hương Bát Chi Trợ và Tiểu Xuyên Ẩn Lưu. 80 năm trước, lưu thuật của bọn họ đã luyện đến xuất thần nhập hóa, lấy tri thức làm kỹ năng, lấy loạn để nổi tiếng. Bây giờ đã sức dưỡng thể lực tới đỉnh điểm, cho dù không thể bằng được tiểu võ thần chu Bính Lâm nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Vương Siêu đang nhìn hai lão cao thủ du đạo thì lập tức mở miệng, nhẹ nhàng giới thiệu với Vương Siêu. Đường thần kỹ trong nhu thuật chẳng khác nào là dùng nắm tay đánh nhau, dùng chân đá trong võ thuật, đều là những thủ đoạn giống nhau, không phải là đấu vật. Nhu đạo cũng là công phu có lực sát thương rất lớn, không phải dùng để biểu diễn hoặc vào những việc khác, mà là dùng loạn thủ tương tự như tán thủ trong quyền pháp để đánh nhau. Cao thủ nhu đạo trong phái thực chiến thì trước hết phải am hiểu loạn thủ trong đương thân kỹ. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi giới thiệu thì cũng không nói gì thêm, hắn hướng ánh mắt về phía bên phải gian nạp chỉ. Bên phải gian nạp chỉ có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ đang ngồi. Hai người trẻ tuổi một nam một nữ này cũng là cao thủ khí lực tinh thần trên người bọn họ không kém chút nào so với Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh và Đảo Văn Đông. Đây là tân tú kiệt xuất nhất trong lưu phái võ đạo lớn nhất này. Một trung niên đại hán, hai lão nhu đạo gia, hai tân tú kiệt xuất nhất, những người kiệt xuất nhất trong đạo tràng lớn nhất Nhật Bản hợp thành trận tuyến phòng ngự Vương Siêu. Vương Siêu đảo ánh mắt qua năm người này thì liền cảm thấy được có cái gì đó kỳ quái. Trước đạo tràng có cái gì đó kỳ quái đen như mực, nặng, làm cho người ta sinh ra một loại quyết tâm. Đó là năm cái quan tài khiêng quan tài mà chiến. Năm cái quan tài khiến cho ngàn vạn người lặng im, khí thế lớn như vậy khiến cho người ta cảm thấy nặng nề không thể kháng cự được. Trong tích tắc, khi chứng kiến năm cái quan tài, trong tâm lý Vương Siêu dường như đã cảm giác được tinh thần võ sĩ trong giới võ thuật Nhật Bản. Ngay lúc Vương Siêu đảo ánh mắt vài lần, thì vị quán chủ của giảng đạo quán đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng Nhật từ miệng hắn lưu loát nói ra. Hoắc Linh Nhi phiên dịch cho Vương Siêu. Tiên sinh Vương Siêu, trong nháy mắt khi ngài bước vào giảng đạo quán thì ta đã cảm giác được khí thế của ngài. Không hề nghi ngờ gì nữa, ngài đúng là một võ đạo gia vĩ đại. Bất quá nói như vậy thì khi ngài vừa bước vào đạo quán, chắc hẳn cũng đã cảm nhận được tinh thần võ sĩ của chúng ta. Hôm nay chúng ta giao lưu, nó chính là dùng võ đạo của hai dân tộc va chạm. Mọi người trong chúng ta ở đạo tràng này cũng đã không còn để ý đến sống chết. Hôm nay, các người đến 5 người, chúng ta cũng đã chuẩn bị 5 người để đối kháng. Mặc kệ là võ thuật giới chúng ta hay là võ thuật giới các ngươi đều biết đến bản di trúc trước khi nhận được tin ngài đến phỏng vấn thì ta cũng đã ủy thác cho luật sư một bản di chúc rồi. Hôm nay cũng đã chuẩn bị tốt quan tài cho mình. Không biết ý của ngài thế nào? Trong lúc gia nạp trì nói chuyện thì chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt cao nhìn thẳng vương siêu. Cùng lúc đó, bốn người bên cạnh hắn cũng đứng dậy, kể cả ngàn vạn đệ tử đang tính tọa ở đây cũng vậy. Tất cả ánh mắt của những cao thủ này đều nhìn chăm chào vào một mình vương siêu. Ta cảm nhận được tinh thần của các vị. Từ tiên sinh điền thôn thượng nghĩa Tiên sinh y Đảng Nam, tiên sinh quốc mục chi viên trợ, tiên sinh Vũ Điền Giác Vinh cho đến tiên sinh Trúc Sơn Đại Trì, tại một khắc muốn giết ta đó, ta cũng cảm nhận được tinh thần của bọn họ. Vương Siêu bình tĩnh nói, sau đó Hoác Linh Nhi lại phiên dịch những lời này sang tiếng Nhật. Hoác Linh Nhi phiên dịch xong thì hào khí ở đây đột nhiên biến đổi, so với vừa rồi còn dày đặc hơn gấp 10 lần, một cỗ tâm tình bi phẫn tràn ngập khắp nơi. Chuyện năm đại tâm sư bị Vương Siêu giết đã khiến cho tâm lý của ngàn vạn người ở đây đều nóng như đang đi trong biển lửa nhưng những người này vẫn như trước không hề gây ra tiếng động gì, chỉ lặng lặng ngồi, đúng là sự kiên nghị trong võ đạo. Không nên chỉ nghĩ đến thắng lợi, nghĩ như vậy sẽ thua. Mộng nhu đạo ẩn sâu trong lòng, một lần cả đời, một lần cả đời. Gia nạp chỉ vừa nghe Vương Siêu nói thì cũng không hề bi phấn, trên mặt chỉ lạnh nhạt, giống như vừa giác ngộ điều gì đó, dùng tiếng Nhật nhẹ nhàng nói. Những lời hắn nói tự hồ thản nhiên, vô cùng bình thản, nhưng khi vừa được nói ra thì lại kích động tâm tình của mọi người. Vương Siêu mặc dù không biết tiếng Nhật, nhưng nghe những lời uyển chuyển đó thì cũng biết dường như là ca từ cho một ca khúc nào đó của Nhật Bản. Gian Lạp Trì vừa đọc thì ngàn vạn người toàn tràng cũng đọc theo, tiếng đọc càng lúc càng cao vút. Ca từ thản nhiên rồi lại mang theo sức hút mãnh liệt vang vọng khắp đạo tràng. Nhu Hoác Linh Nhi nghe ca khúc này thì sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Ca khúc này tên là Nhu, là ca khúc được một vị kỹ nữ truyền kỳ không vân tước hát lên trong thời chiến Nhật Bản, dùng để cổ vũ tinh thần nhu đạo trong trăm ngàn vạn người dân Nhật Bản, không nên bi thương, không nên vì thất bại mà mất đi niềm tin. Cả khúc này từ trước đến nay với khích lệ ý chí của thanh niên Nhật Bản vì võ thuật nhu đạo mà cống hiến tinh lực của bản thân. Nàng vốn định giải thích lai lịch của ca khúc này cho Vương Siêu biết, nhưng bây giờ trong đạo tràng, ngàn vạn người đều đồng thanh hát lên, hoàn toàn bị kích động. Tiếng ca như đi thẳng vào tâm linh của nàng khiến cho nàng không thể nói ra nửa lời. Cùng lúc đó thì Đàm Văn Đông, là Tiểu Manh và Vương Hồng Cát cũng biến sắc. Trong lòng bọn họ, Dựa vào võ công, tinh thần kiên định thì đủ để quét ngang thiên hạ, thực hiện giấc mộng đồ Mỹ diệt Nhật, nhưng tới lúc chính thức lâm trận thì mới cảm giác được, tinh thần của một dân tộc thật sự không dễ dàng bị tiêu diệt. Bản thân khi chính thức chạm vào tinh thần của một dân tộc thì mới cảm nhận được những mơ mộng trước kia chỉ là vô vọng. Nếu là người thì phải có hy vọng. Nước mắt, nước mắt, cắn chặt răng mạnh mẽ chịu đựng, một lòng nghĩ tới nhu đạo, một lòng nghĩ tới nhu đạo, trời đã sáng trong tiếng hát của ngàn vạn người xe nạp chỉ bước về phía trước hai bước bốn người bên cạnh hắn khí thế càng ngày càng mạnh hình như đã tiến vào một trạng thái không thể lý giải đã hòa làm một với trạng thái tinh thần của cả dân tộc không còn chút sợ hãi nào khẳng khái bi ca khẳng khái bi vô luận dân tộc nào cũng có những chi sĩ khẳng khái bi chỉ bất quá lập trường không giống nhau mà thôi đối mặt với khí thế áp bức lớn như vậy vương siêu lại nói chuyện thanh âm của hắn lúc bắt đầu rất lãnh đạm rất rõ ràng Thật giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua Nhưng tại vải chữ cuối cùng Thì đã lại như xét đánh liên hồi Tiếng âm âm u ù vang vọng thật to khắp cả đảo tràng Thật sự hưng phấn Tinh thần hủy diệt như vậy Võ đạo đến như vậy Tiếng vương siêu phát ra vô cùng lớn Thanh âm cuồn cuộn như xét đánh Dĩ nhiên đã ngăn cản được tiếng hát của ngàn vạn người tại tràng Trong khoảng thời gian ngắn Tựa hồ cả thiên địa chỉ còn lại tiếng của vương siêu Nghe thấy vương siêu cứ như vậy Lấn át tất cả những thanh âm khác hai chân vương hồng cát và lạc tiểu manh đi mềm ra dường như muốn quỳ xuống bái lễ vì quá xúc động khẳng khái như vậy võ đạo như vậy cho dù các người có chết thì cũng vinh dự trong lúc khí thế trong đạo tràng đang lớn mạnh thì vương siêu đột nhiên ra tay vương siêu dậm mạnh chân xuống đất khoảng cách hai người xa đến 50-60 mươi sáu mét mà hắn chỉ nhảy có một cái đã tới nơi trực tiếp hạ một trưởng phiên thiên ấn từ trên trời xuống âm thanh ầm ầm ù ù bạo liệt vang lên Vương Siêu vừa ra tay, thì kinh phong đồng thời bao phủ cả năm người. Hắn hướng về một người để tay, nhưng lại trực tiếp công kích năm người cực mạnh của giảng đạo quán. Lần ra tay này của hắn, bên đối phương đã có chuẩn bị. Khí thế tích xúc đến đỉnh điểm, đường gian nạp trì bộc phát ra. Trong bụng gian nạp trì vừa mới phát ra một tiếng nổ to như tiếng sấm, thì đột nhiên cánh tay hắn to lên không ít, dũng mãnh dơ lên, nghênh đón chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu. Hai cánh tay chạm nhau, máu tươi bắn tung tóe một tiếng sương nổ thật lớn vang lên liên tiếp như là pháo nổ phiên thiên ấn của vương siêu mạnh mẽ đè xuống thân thể của gia nạp trì bị đè đến mức xương cốt toàn thân bị nghiền nát máu từ miệng phun ra ngay lúc phiên thiên ấn mạnh mẽ đè xuống thì hắn đã đoạn tuyệt sinh cơ vương siêu tiện tay ném đi thân hình to lớn của gia nạp trì nhẹ như lông mao bay xa hơn 10 thước đụng cái rầm vào vách tường ngoài đạo tràng kết thúc bằng một tiếng nổ lớn trong nháy mắt gia nạp trì đã bị đánh nát bấy ném bay ra chết